Ừ. Ông bốn nào? Năm à, rồi năm tiếng biết rồi. Tiền gốc ông còn từ xe mình năm mặt túi cái dây cầu nữa ở đây lo một cái cây cường như dở gì cái này xem anh bán còn hết sạch trơn anh mày ông gọi giống gọi xuống hết rồi. Cái đó là đang chuẩn bị chia về anh á à. Hên quá không gọi là chia xem xuôi đó rồi cho lúc Nhi nhắn tin là lúc đang ngủ đợi trở quá dạ được chưa công chuyện mình mà không được đâu mới làm cho cháu khổ. Dạ, nhưng mà đi bị ôm mấy con lên ngôi tóc bạc hết rồi, chỗ đâu thừa. Kéo quá. Có chỗ đâu thừa phải không? Xuống chơi cho anh hai, chỗ điện ngủ hết rồi chứ. Chứ không có cái này dở gì, mất cộng tác gì mà biết liền. Chơi nữa chắc xong rồi chi vậy đó là tiền thịt để chi ôi à cũng cũng hôi con đậm bảy tôi vừa quá chứ chẳng lẽ giờ ra giải nào. Như thế nào? Nhiều, mùa mấy? 1.800.000 lấy đi xe không nha. 1.800.000 là 200 đồng xe. Đúng không? Đây là cầm vô đây. Ừ. Đây là máu. Họ chớ rồi giờ nó có ăn giá rồi.